Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi sáo cách bấm lỗ ato đối với cái cây ato này. Thì trước tiên là mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái app đó là Tatun Live ở trên app Google Play. Thì các bạn đầu tiên các bạn hãy download cái này về trước. Thì nó có hình chữ A4 màu xanh như thế này. Rồi, sau khi cài đặt xong rồi đúng không? Các bạn bấm vào. Rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng test âm thanh ha. Thì đây. Cây sáo mà mình mua là Aulos Ato E709BW. Ôi trời ơi, làm sao mà giữ được cái này. Ok. Chơi vậy đi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy hơn ha. Rồi. Đây, đầu tiên á, thì các bạn cách bấm ato thì nó sẽ khác với recorder. Các bạn nếu như các bạn bấm hết tất cả các lỗ này lại, cả trước và lẫn sau, thì các bạn thổi á, thì nó sẽ ra đó là nốt pha, chứ nó không phải là nốt đô. Và nếu như mình dùng cái app này mình test á, thì nó cũng sẽ ra là nốt pha. Đó, các bạn nhìn thấy trên màn hình là nốt pha 4 ha, lỗ thổi lại nè. Rồi, đó là thổi cách thổi nốt pha theo ato. Và nốt pha này là quãng 1 ha. Xong, mình thổi đó là lên nốt son, thì mình dở lên một nốt như ngón như thế này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy thì các bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình nó sẽ hiện lên là chữ G4. G4 có nghĩa là nốt son ha. Rồi, nốt la. Nốt la thì mình sẽ dở lên một ngón như thế này. Bấm vào đằng sau, 1 2 3 4 5. Là nó ghi chữ A4 có nghĩa là nốt la ha. Này, nốt la này. Rồi. Nốt si thì các bạn dở cái ngón này lên. Bấm hai lỗ này. Trên màn hình nó sẽ hiện lên đó là nốt chữ B4 là nốt si. Rồi, tới là nốt đô thì nó sẽ là đô 5. Các bạn bấm vào đằng sau và đóng 3 lỗ như thế này. Trên màn hình hiện lên chữ C5. Rồi, nốt rê, dở lên một ngón như thế này. Thì nó sẽ hiện lên là nốt D5 và nốt rê. Rồi, nốt mi dở lên một ngón như thế này thì trên màn hình nó sẽ hiện lên đó là chữ E5. Nốt pha đây, ok, thì nó trên màn hình sẽ hiện lên chữ là F5. Rồi, nốt son chỉ bấm một lỗ này thôi, ở đằng sau không bấm, thì trên màn sẽ hiện lên chữ đó là G5. Rồi, nốt la thì các bạn bấm ở đằng sau là bấm một nửa. Rồi, hai cái lỗ cuối là mình không bấm, nó sẽ hiện lên chữ đó là A5. Nốt la và nốt C A5, các bạn bấm như thế này, giở ngón này lên, ở đằng sau bấm một nữa ha, 1 2 3, trống, giở B5 là nốt C ha, C. Rồi nốt đố cho quãng 2, thì nốt đồ ở quãng 1 thì mình bấm như thế này, bấm kín hết cả lỗ. Vậy thì nốt đố ở quãng 2 thì mình sẽ bấm một nửa thôi. Thì các bạn hiện lên là chữ C, C6. Nè, lại nè. Ok. Rồi. Nốt rê. Nốt rê đúng không? Thì các bạn dở lên, bấm vào đằng sau một nửa.
thì nó sẽ hiện lên đó là nốt chữ D, D6. Rồi. Nốt mi. Nốt mi thì cái này nó sẽ bấm khác với nốt mi ở khoảng D1. Đó là các bạn bấm một nửa ở đằng sau và bấm hai lỗ đầu giữa nguyên một khoảng trống này, bấm hai lỗ tiếp theo thì sẽ ra được nốt mi mi e e6. Nốt pha, các bạn bấm một nửa đằng sau, bấm lỗ đầu tiên để trống hai lỗ tiếp theo và bấm hai lỗ như thế này thì nó sẽ hiện lên đó là chữ F6. Mi fa. Ok, từ bấm lại nha. Ủa sao nó ra si ta? Từ lỗi kỹ thuật nha. Chờ xíu. Nốt pha bấm đầu tiên để trong hai lỗ, bấm thế hai lỗ tiếp theo trong hai lỗ cuối. À đúng rồi, mình hiểu vì sao nó ra B6 rồi, tại vì cái hơi của mình yếu mà, nếu như mà các bạn thổi mạnh thì nó thổi hết cái luồng hơi thì nó sẽ ra được là F6, là nốt pha. Cái này là đúng chính xác rồi đó, tại cái lỗi mình, cái hơi mình không đúng thôi. Đây nè, cái này mình đọc theo cái này nè. Đó. Rồi, cái thổi nốt mà cao nhất đối với ato đó là nốt son, là chơi ở khoảng 3. Các bạn bấm một nửa đằng sau, bấm lỗ đằng trước, xong cái bấm hai lỗ. Rồi. Đây. Ok, một nửa. Một cách lỗ này, bấm hai lỗ này và bấm qua đó là lỗ lỗ tiếp theo. Con này là hơi kỳ kỳ dị đó. G6 nè, bấm cho các bạn xem này. G6 ha. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn hết cho các bạn tất cả các cách bấm ato đối với recorder ato. Nếu như mà các bạn mà vẫn chưa hiểu thì có thể là lên trên cái trang web và trang fanpage ở trên Facebook là Hội Những Người Chơi Recorder Việt Nam, thì mình có chụp hình cái trang này, cái hình cái tờ hướng dẫn bấm lỗ này ở trên trang bìa, thì các bạn có thể đọc. Mình sẽ nói sơ qua lại một lần nữa, đó là đối với cái lỗ đầu tiên này á thì nó sẽ được quy ước đó là màu đen á, thì là có nghĩa là cái lỗ đằng sau là mình sẽ bấm kín nó. Còn nếu như mà cái lỗ đầu tiên mà nó trắng như thế này, tức là mình sẽ không bấm cái lỗ đó. Còn nếu như mà cái lỗ đầu tiên mà nó chỉ bấm một nửa thôi á, thì có nghĩa là cái lỗ đằng sau này mình chỉ bấm một nửa nó thôi để mình chơi khoảng 2, khoảng 3. Và cái ở trong này thì nó sẽ có ghi hai dòng. Đó là bên dòng bên dưới là hướng dẫn chơi theo kiểu alto và dòng bên trên là chơi theo kiểu soprano. Đây. Đây là soprano, cây này nó nhỏ hơn và nó ngắn hơn. Và thông thường thì mình có thể, nhiều bạn hỏi mình là phân vân là chơi bấm theo kiểu soprano với là alto thì nó như thế nào, hay là mỗi cây nó đều có cách góc bấm, thì tùy theo cách của mỗi người chơi mà mình chơi quen thuộc với cái kiểu nào. Riêng đối với bản thân mình thì mình chơi với soprano thì nó dễ hơn, nó dễ nhớ hơn. Còn nếu như mà bạn nào mà bắt đầu mua cái cây này rồi á, thì cây alto rồi á, thì bạn test âm ở trên cái app Datun A4 á, thì nên chơi theo kiểu là alto.
nên chơi theo cái kiểu auto để cho cái trong cái não bộ của bạn nó nhớ được cái đó rồi thì nó sẽ không có bị lộn với lại bên soprano. Còn mình thì mới đầu mình cây cây đầu tiên mình mua là soprano, mình lỡ chơi theo soprano rồi nên là nếu như mà mình có chơi trên alto thì mình vẫn sử dụng theo cách bấm của soprano. Cách bấm của soprano thì nó dễ nhớ hơn tại vì mình chỉ cái việc dỡ lên lần lượt như thế này thôi. Đây mình sẽ test cho các bạn xem thử là cái âm sáo ha của soprano ha. Ok. Như các bạn thấy nó sẽ là C5 đúng không? C5 là nốt đồ. D5 là nốt rê này, rê này, bấm dở lên lần lượt này. Nốt mi là dở lên này. E5 này, nốt pha này dở lên này. Là F5 này. Nốt son. Dở lên như thế này, bấm 3 lỗ. Thì cái cây sáo này âm nó rất là chuẩn và ok rồi nên là cũng không có gì phải đáng phàn nàn cả. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn đó là cách bấm alto trên cây recorder alto. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy comment ở bên dưới và mình sẽ giúp các bạn hết sức có thể. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ. Hi.